Tôi đồng nhau bên kia xem AC. Chuẩn bị một gỗ để đóng BL thứ hai. Gặp thật. Hai lò rồi cho game mình nào. Tô xe nó đổi mạng cho nhau. Năm tay. Và nó số ít thế nhỉ. 29. Ok này. Tiếp tục có tờ lửa vang rồi cho game mình nào. Đây là game mình chia sẻ này. Chạy dân đi. Ở đâu? Đây có là nhà hào không? À đây nhà sẻ đây. À luôn. Hầu vẫn xếp cân được. Mãi nhau ơi. Tạm này là 26. Sau đó đây là mấy thủ đi. 3 con T và 1 tấn cục R của game thủ chính xẻ đáng người ta xa. Nó là quá gắt. Xẻ đang chơi bằng toàn bằng T thôi. 30 dành đi, chưa tụ được nhiều quân. Thế bên này đã có thể là cầm chân được cả game thủ Mạnh Hào và đang tạt sang nhà game thủ chính xẻ vàng hơi ít nữa. Vàng hơi ít này. Khoanh cũng tròn thôi. Thầy đang cân. Vẫn đang phải cố gắng dành cho game thủ và chuyển đầu ăn dân của game thủ Mạnh Hào tạt sang đây. Rất tốt dành vào tiểu bản đồng. Ở nhà em ơi, tập trung ở nhà kìa. Fit rồi đấy. 26 thôi. BB kêu thỏ nhỉ. 31 xây cho BB. Đây là tàu đang đuổi cục gờ, không cho đội bạn tiếp tế lên. Và bên kia tôi nhìn thấy Hào cũng là người đang tạt sang. Và cũng đang hai đầu tới cho Hào. Ba này. Được. Bọn những cung tuyển này gì khác biệt thật. Ba mươi sáu. Ký nhà đi. Ký Hào tạt sang đấy. Thầu mình fit rồi. Còn 15 thôi. Cân đến tầm này thôi. Không cần được hơn nữa rồi. Tầm này tầm quá sức rồi anh em ạ. Mình cần cả pơ cả sen thì quá sức. Tầm này đi sẽ phải thể hiện cái bản lĩnh cân map của mình. Sẽ phải thể hiện các bạn đang cân map của mình. Bắt buộc phải cân. Nếu muốn dừng thì chơi sớm. Lạc đà đâu. Hào sang kìa. Đằng sau. Pơ đến lời kìa. Pơ đang xô đằng sau. Ăn vẻ ngay ạ. Tiếp tục cũng một tình huống vẻ. Xem pơ nó vẫn lại thế quá. Trận này con chim sẻ là người đánh kiểu vẫn công 3-4 con T vào thời điểm đầu. Trận này nếu mà BB và bà khỏe, bà kích sớm, bà kích bình thường ấy thì cũng vẫn được. 38 dành cho cái thủ đi. Bên này cái quan trọng là cùng R và Hào đang tích rất nhiều lạc đà. Hào bây giờ vẫn mất dân. Hào vẫn đang cố gắng sạch dân dành cho Hào rồi. Cái vấn đề là bây giờ Hào vẫn đang tích được rất nhiều quân ở đây. Quá nhiều quân những từ bạn và BB đang phải nhông kèn trên bản đồ. Tỷ số là 2-2 và chung kết trong siêu thứ 3, trận thi đấu cuối cùng trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Xem bờ vẫn gì.